Về cái tình hình COVID ở Mỹ hiện nay thì mọi người ai cũng biết là cái số ca nhiễm cũng như là số người tử vong ở Mỹ là đang hiện là đứng đầu thế giới và cũng đã vượt qua cái mốc kỷ lục đó là hơn 900 người tử vong vì cái đại dịch COVID này ở Mỹ. Đấy thì chúng ta có thể nhìn nhận lại một chút. Ở Việt Nam chúng ta trước đây khi đại dịch bùng phát thì các cái đợt đầu tiên chúng ta đã vượt qua một cách có thể nói là ngoạn mục, đúng không ạ? Và có nhiều cái mà thế giới cũng phải bất ngờ khi Đúng rồi. mà mọi nơi trên thế giới cơ bản đã bị nhiễm, thế nhưng mà ở Việt Nam thì lại 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 chưa bị hoặc là bị rất là ít. Và sau đó nữa là cái để mà mọi người quan tâm đó là cái việc mà khi chúng ta đã cứu cái phi công người Anh trong cái tình trạng có thể nói là thập tử nhất sinh, và sau đó là đã anh phi công này đã trở về Anh và cũng có cái nhìn nhận về cái nền y học của Việt Nam, thì em vẫn khẳng định là nếu mà để so sánh thì nền y học của Việt Nam thì không thể bằng y học của Mỹ được. Đấy, cái này là em khẳng định. Thì chúng ta cũng phải biết mình đang ở đâu, ở vị trí nào để mình xác định. Thì tuy nhiên là qua cái nỗ lực cố gắng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của toàn dân, đấy, của toàn dân thì chúng ta cũng đã vượt qua được những cái khó khăn trong cái lúc mà cái ca nhiễm và ca tử vong ở Việt Nam mình tăng cao, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng như một số tỉnh ở phía Bắc, thì cũng đã có sự cố gắng nỗ lực rất nhiều của tất cả các cơ quan ban ngành cũng như của người dân, thì đã giúp cho chúng ta đến nay có thể nói là cái ca nhiễm và ca tử vong ở Việt Nam chúng ta là cũng thuộc vào cái diện thấp. Thì nó nhiễm COVID thì nó cũng do nhiều lý do, chúng ta cũng cũng không có đi sâu quá về nội dung này, bởi vì là thứ nhất là nó cũng liên quan đến cái vị trí địa lý này, cái khí hậu này, cái diện tích, cái dân số, thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến số số ca nhiễm và ca tử vong. Nhưng cái quan trọng nữa mà chúng ta cũng không thể không nhắc đến đó là cái vấn đề mà mọi người thực hiện tốt cái 5K theo khuyến cáo Bộ Y tế cũng một phần góp vào cái giúp cho chúng ta mà hạn chế được ca nhiễm và ca tử vong. Đấy, thì ngày hôm nay thì qua theo dõi các kênh thông tin thì ông Vũ Huỳnh Trưởng thì ông ấy sinh năm 1951 thì ông đã qua đời tại Mỹ theo giờ của Mỹ là vào ngày 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 mùng 10 tháng 2 tại Las Vegas. Thì em cũng theo dõi một số cái clip mà có đưa tin về ông Vũ Huỳnh Trưởng này. Đấy, ở đây thì em có mấy cái góc độ nhìn nhận như thế này. Thứ nhất đó là các anh chống cộng cực đoan ở bên Mỹ đấy, thì các anh luôn phê phán chính phủ Việt Nam. Đấy, và luôn cho rằng là người dân Việt Nam là nhận thức kém, nên là cái việc mà phòng chống dịch COVID ở Việt Nam ấy, đấy, nó tăng cao. Và các anh cho rằng là chính phủ Việt Nam là ngu dốt, không biết gì trong cái việc phòng chống dịch. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn lại cái số ca nhiễm và ca tử vong, chúng ta nhìn lại cái dân số diện tích của Việt Nam và Mỹ, rồi chúng ta nhìn lại về cái nền y học của Việt Nam và Mỹ, thì chúng ta có thể tự đánh giá được thôi, xem là ai ngu hơn ai, đúng không ạ? Rồi. Chúng ta có thể nhìn nhận lại một cách nó khách quan thôi, chứ chúng ta cũng không 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 đề cập quá sâu và cũng không có phải mang tính chất sỉ vả hay là bôi nhọ cái chính Bình luận. quyền của bất kỳ quốc gia nào. Đấy, thế nhưng mà chúng ta ở đây là chúng ta phản biện lại cái quan điểm của những cái anh chống cộng cực đoan, các anh nói như vậy thì chúng ta dẫn dắt lại thôi. Thì cái việc này thì chúng ta không có gì để khó cả, và cũng đã có rất nhiều những cái người dân, đặc biệt là khi mà trong cái giai đoạn mà cách ly đấy, thì cũng đã có sự hỗ trợ của chính phủ, của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là các lực lượng vũ trang. Thế người ta hàng ngày người ta mang thức ăn đến tận nhà, tận cổng. Ngay bản thân gia đình em cũng thế thôi, chứ không phải nói đâu xa cả. Thì mình cách ly không thể đi được thì người ta mang thức ăn đến nhà cho mình. Cái đó là cái gì? Cái nhân văn, đó là cái hỗ trợ, cái đó là cái quan tâm của các cơ quan ban ngành, mà đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người dân Việt Nam. Cái đó không phải là vì dân thì là vì cái gì, đúng không ạ? Cái đó thực Đúng tế rồi. chúng ta có thể nhìn nhận được, đó là gì? Đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Lãnh đạo các cấp người ta đã hết sức quan tâm, hết sức chia sẻ và cũng làm mọi cách để giúp cho người dân vượt qua được cái đại dịch. Thế nhưng cái việc đó ở Mỹ có hay không? Chúng ta nhìn nhận, chúng ta có thể thấy không có. Không có, Rồi. đúng không ạ?
Rồi chưa nói đến vấn đề mà kinh phí mà chúng ta chữa trị cho những người bị nhiễm COVID-19. Tiêu biểu là cái phi công người Anh. Khi mà Việt Nam mình chữa cho cái anh phi công người Anh này thì hồi đó hết khoảng hơn một tỷ đồng, đúng không ạ? Hơn 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Đúng rồi. Thì đã có rất nhiều những anh chống cộng cực đoan, anh lên trên mạng xã hội anh chửi rủa, anh cho rằng là Việt Nam là không quan tâm đến người dân, có người dân chết thì không chữa mà đi chữa cái này chữa cái kia, rồi là kinh phí lớn, kinh phí nọ, đúng không ạ? Thì em dẫn chứng luôn, không phải đâu xa cả, đúng không ạ? Em chỉ dẫn chứng một vài ba trường hợp thôi để cho các anh chống cộng cực đoan các anh thấy. Ví dụ như là có cái ông mà Michael Flo này, theo cái thời báo Seattle đã đăng là ông ấy điều trị tại một bệnh viện ở Seattle trong vòng 62 ngày điều trị COVID. Thì khi ông ra viện thì ông nhận được một cái hóa cái tập thanh toán hóa đơn thanh toán tiền viện lên tới 181 trang với tổng số tiền lên tới là 1.122.501 đô la, đúng không ạ? Hơn 1 triệu đô la tiền viện phí. Thì trong đó viện phí được tính chi tiết là 9.736 đô la cho một ngày nằm ở phòng điều trị tích cực. Gần 409.000 USD cho thời gian điều trị 42 ngày ở phòng vô trùng. 82.000 đô la là chi phí sử dụng máy thở trong vòng 29 ngày. Và gần 100.000 đô la cho 2 ngày. Đấy, thời điểm tiên lượng bệnh ông khó có thể vượt qua. Đấy, chúng ta có thể thấy, đúng không ạ? Và ông Flo này, ông ấy đã có một cái cảm nhận, ông cảm nhận, ông mới phát biểu cảm nhận của ông, mà mình em là công dân Việt Nam thôi nhưng em cảm thấy cũng rất là đau đớn. Ông nói là ông cảm thấy có lỗi khi biết rằng người nộp thuế sẽ phải chịu nhiều chi phí như vậy, đúng không ạ? Đây là ông mới phát biểu nhé. Ông mới cảm bản thân ông cảm thấy là có lỗi khi mà bản thân ông là một người nộp thuế mà phải chịu chi phí nhiều đến như vậy. Đấy là hơn 1 triệu đô la, đúng không ạ? Rồi nữa là đến một cái cô nữa là Dani Atkins ở Bolton. Đấy, cũng bàng hoàng khi nhận được cái hóa đơn xét nghiệm và điều trị COVID lên tới 35.000 đô. Đấy. Rồi một cái trường hợp nữa, đúng không ạ? Một cái trường hợp nữa, em chỉ đưa ba cái ví dụ điển hình thôi. Để mọi người thấy thôi, còn mọi người có thể kiểm tra và so sánh thêm. Đó là cái cô cũng là cái cô Senita Rusi, 42 tuổi, là nhân viên trị liệu hô hấp ở thành phố Lithgow, bang Arkansas, Mỹ. Thì cô Arkansas. này cũng đã bị COVID-19, Arkansas. Cô này cũng bị COVID-19. Và khi mà cô ấy, sau 1 tháng điều trị thì hóa đơn của cô cũng lên tới gần 1 triệu đô la. Đấy, gần 1 triệu đô la. Thì cô ấy sốc, có thể nói là sốc toàn tập với cái hóa đơn này. Thế thì cũng xin hỏi các anh chống cộng cực đoan ở Mỹ thì về góc độ ngoại giao này, về góc độ nhân văn giữa con người với con người và mối quan hệ bang giao giữa hai nước Việt Nam, Vương quốc Anh, thì khi Việt Nam điều trị cho một phi công người Anh mà cái này là được bảo hiểm chi trả thì có hơn một tỷ đồng tiền Việt Nam, tính ra khoảng tiền Việt là bao nhiêu? Và những cái người ở Mỹ này người ta điều trị hóa đơn toàn đến gần cả triệu với hơn 1 triệu đô la thì so sánh thì nó như thế nào? Đúng không ạ? So sánh nó như thế nào? Đấy, thì chúng ta có thể nhìn nhận nó rõ ràng hơn. Nó nhân văn hơn ở cái góc độ là đất nước có vì dân không? Hay là vì cái gì? Hay là vì tiền? Đúng không ạ? Hay là vì tiền? Mà ở đây là chỉ là em đưa ra ba cái ví dụ điển hình để cho mọi người có thể có cái dữ kiện để đối chiếu thôi. Chứ còn rất nhiều các trường hợp khác mà chúng ta có thể xem. Đấy, có thể xem trên các cái trang thông tin điện tử. Đấy, thì riêng cái dịch COVID thì chúng ta nhìn nhận nó như vậy. Nhìn nhận nó như vậy. Và thêm một cái khía cạnh nữa mà các anh chống cộng cực đoan này các anh cũng luôn rêu rao là về COVID-19. Đó là gì? Đó là các anh ấy lên án, tẩy chay, đúng không ạ? Và cho rằng Trung Quốc là cái nơi sản sinh ra cái virus này, là phải chịu trách nhiệm rồi lên án là tẩy chay Trung Quốc. Thế nhưng mới đây nhất thì chính phủ Mỹ đã ký một cái hợp đồng mua bán cái test
kit test nhanh COVID thì trong đó có một công ty ở Trung Quốc với giá trị là 1,3 tỷ đô la. Khi mà cái lượng kit test của Mỹ sản xuất ra không đủ để cung cấp cho người dân Mỹ. Đấy. Thế chúng ta có thể thấy cái vô lý không? Bây giờ đấy, chính phủ Mỹ người ta ký hợp đồng với Trung Quốc đấy. Các anh chống cộng cực đoan, các anh lên, các anh phản đối đấy, các anh biểu tình đấy. Đó. Khuyến khích các anh Bài đấy, các chung anh đi, lên, các à, anh rất là biểu bài tình, các anh chung. phản đối đi. Đó. Các anh, khi mà người dân Việt Nam làm ăn hợp tác các thứ với xuất hàng sang Trung Quốc thì các anh phản đối. Các anh cho rằng là Việt Nam là làm là tay sai, là nô lệ. Đúng không ạ? Thế bây giờ có phải Mỹ bây giờ mua hàng của Trung Quốc thì cũng có phải Mỹ cũng là tay sai, là nô lệ của Trung Quốc không? Đấy. Thế nên là nói nhiều khi nói thì các anh chống cộng cực đoan này, các anh ấy tự ái. Thế nhưng mà đúng là nhận thức của các anh nó kém, học thức đã thấp rồi nhưng mà nhận thức còn kém, nhận thức về vấn đề còn kém. Đấy. Thêm một cái vấn đề để thể hiện nữa là các anh này nó kém ở cái góc độ như thế này. Ở đây chúng ta cũng biết là ông Vũ Huynh trưởng ông ấy là một người chống cộng cực đoan, chúng ta cứ khẳng định như vậy. Thì ông ấy mất đi rồi thì chúng ta cũng không đề cập đến nữa. Thế nhưng mà ngoài chia buồn với gia đình ông Vũ Huynh trưởng ra thì em lại chia buồn thêm hai kênh thông tin nữa. Một là Derek Phạm của Nửa Vòng Trái Đất TV. Hai là ông Vũ Hoàng Lân của kênh Bonsa TV. Là hai cái kênh này là chuyên khai thác. Đấy, khai thác cái hình ảnh của ông Vũ Huynh trưởng. Mời ông Vũ Huynh trưởng để khai thác hình ảnh của ông này. Mà nội dung chủ yếu cũng chỉ về các cái vấn đề ở Việt Nam thôi. Thế thì em còn thấy có một cái khốn nạn hơn trong cái vấn đề làm truyền thông của cái kênh Nửa Vòng Trái Đất TV. Hôm nay em lên án luôn. Đó là gì? Đành rằng ông Vũ Huynh trưởng đấy, có như thế nào đi chăng nữa thì đến người dân Việt Nam và những người mà ông ấy luôn chửi rủa thì chúng tôi còn không trách ông. Có nghĩa là người ta nói là nghĩa tử là nghĩa tận. Đúng Đấy, nhắm mắt xuôi tay rồi thì thôi, tất cả bỏ qua. Không còn gì để mà lưu luyến nữa. Thế nhưng mà đến cái giây phút cuối cùng khi ông Vũ Huynh trưởng đã chút hơi thở cuối cùng rồi thì anh ta vẫn cố tình gài một cái câu để cho người vợ của ông Vũ Huynh trưởng quay cận cảnh khuôn mặt của ông Vũ Huynh trưởng khi ông đã chút hơi thở cuối cùng ở trên giường bệnh. Đấy, mà khốn nạn thường thì thiệt theo cái bạn. phong tục của bất kỳ nơi đâu cũng thế. Thì thường là người ta sẽ dùng cái khăn trắng, cái mảnh vải trắng người ta che che mặt đi. Mặt Đấy. Chứ không ai người ta để như vậy cả. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái khốn nạn của cái việc kiếm tiền qua truyền thông nó như thế nào, đúng không ạ? Và anh đúng ta này chuyên xuyên tạc về Việt Nam, chúng ta nhìn nhận một cách nó khách quan là như thế, chứ không có gì mà chúng ta phải giấu giếm ở đây cả. Những cái rồi, kênh nào mà nói về Việt Nam khách quan thì chúng ta nhìn nhận nó khách quan. Cái nào nó tiêu cực thì chúng ta nói nó là tiêu cực. Đấy, cái nào góp ý là chúng ta nói nó góp ý. Thế nhưng mà một cái clip của Nửa Vòng Trái Đất TV đưa lên thì không hiểu là với một người tư duy về làm truyền thông ấy thì có áy náy đối với một người đã qua đời khi mà quay cận cảnh cái mặt ông đã qua đời như vậy hay không? Cái đó theo em nghĩ là cái khốn nạn của những người làm truyền thông mà chỉ vì tiền thôi. Đấy. Rất là bản thân em cũng cũng nói thật, nếu mà khi mà ông Vũ Huy trưởng còn sống thì em không ưa gì ông cả. Em nói đúng thẳng thế. rồi. Thế nhưng khi ông đã qua đời rồi thì em cũng không để ý những cái mà trước đây ông đã làm và cũng không đưa lại các cái dữ kiện mà người ta nói ông ấy trước khi chết như thế nào, em không đề cập đến, bởi vì những người người ta đã mất rồi, chúng ta không không có gì để phải 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 so đo tính toán đối với một người đã qua đời. Thế nhưng ở đây một kênh làm truyền thông có thể nói như vậy, kênh Nửa Vòng Trái Đất TV là một kênh làm truyền thông mà anh lại đưa ra những cái hình ảnh nó có thể nói là nó gây ra cái ám ảnh, đúng không ạ? Gây ra cái ám ảnh Đúng cho người xem và gây cái đau thương cho gia đình. Thì chúng ta có thể thấy được cái bản mặt và cái bản chất của cái người làm truyền thông nó bẩn nó như thế nào. Đấy.